Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Top Star Real Estate 714-863-7824. Vâng, thưa quý vị, tiếp tục trong những bản tin đáng chú ý ngày hôm nay thì mới đây có một cái tiết lộ của một ông giáo sư cũng như là bác sĩ đến từ Houston, Texas cho thấy là nếu như mà chính phủ chú ý hơn về những cái lời mà khuyến cáo của những chuyên gia trong ngành y tế đó thì có thể là Hoa Kỳ không có phải đối mặt với cái đợt coronavirus mà khủng hoảng như hiện nay. Đó là bởi vì theo như lời ông bác sĩ Peter Holtes, thưa quý vị, đây là ông Holtes đây, ông là director của một bệnh viện nhi ở tại Houston, Texas. Thì ông này ông nói rằng vào năm 2014, đội ngũ cái team bác sĩ của ông đó phối hợp với trường đại học ở tại Texas đã phát minh ra được một cái loại vaccine, thưa quý vị, mà chống những cái chủng coronavirus, chẳng hạn như liên quan đến bệnh SARS, bệnh MERS. Nhưng mà ông nói rằng là bởi vì cái đội ngũ của ông đó nhận ngân sách tài trợ từ chính phủ mà không có cái tổ chức tư nhân nào tài trợ, cho nên là vừa thành công ra cái vaccine ở trong phòng lab, nhưng mà đến cái giai đoạn mà thử nghiệm trên người đó, thì quý vị cũng biết nếu mà cần thử nghiệm trên người là họ phải tìm tình nguyện viên, mà đa số là không có free, những người tình nguyện viên này phải trả tiền cho họ cũng cả mấy trăm đồng một ngày, mà phải thử nghiệm trong một cái thời gian rất là dài, tiêu tốn cũng rất là nhiều tiền. Thì ông nói đến cái giai đoạn đó thì ngân sách bị cắt, thưa quý vị, sau khi mà chúng ta nghe tin là bệnh SARS đã được kiềm chế rồi vân vân. Thì theo như ông Holtes mà vào sáng ngày hôm nay đó, ông sẽ có một cái buổi điều trần với ủy ban về Science Based Technology của Hạ viện, Ủy ban Kỹ thuật và Khoa học Hạ viện. Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì ông nói rằng ông muốn đem cái tình hình về những cái cuộc nghiên cứu về những cái loại vaccine đó nói chung để mà trình lên Quốc hội, để mà nhằm ngăn chặn những cái đợt bệnh dịch sẽ bùng phát trong tương lai. Là bởi vì ông nói không chỉ riêng Hoa Kỳ mà các nước phát triển, chẳng hạn như là Anh Quốc hay là Đức á, thì nó cái ngành y tế nó có một cái mẫu số chung, đó là những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học về những cái loại dịch bệnh, những cái con virus đó, thì có thể là những người này họ đã nhìn thấy trước trong nhiều năm rồi và bắt đầu họ lên tiếng khuyến cáo, nhưng mà thường là chính phủ rất là thờ ơ, không có nghe. Mà cái thị trường y tế thuốc men đó là do các những cái công ty dược phẩm lớn nó họ nắm giữ, thưa quý vị. Mà những cái công ty dược phẩm này đó thì là có bạc tỷ, chục tỷ trong tay, thì nhiều khi đó họ nhìn thấy những cái một số loại thuốc của những cái nhà khoa học này có lợi nhuận thì họ bỏ tiền ra họ mua mất, thưa quý vị, và họ giữ những cái bằng sáng chế đó không có đưa ra ngoài. Hoặc là các nhà khoa học họ nói rằng họ phải đi năn nỉ những cái công ty dược phẩm này tài trợ tiền để cho họ tiếp tục có ngân sách để mà sản xuất ra những cái vaccine, mà thường là nếu mà không có lợi nhuận thì những cái công ty này không có cho. Mà theo như ông Holtes đó, là những cái lần khuyến cáo này là đội ngũ y tế thế giới họ đã từng đưa ra trước khi có những cái đợt như là bệnh SARS, bệnh MERS, và lúc nào cũng thành sự thật, thưa quý vị, là họ khuyến cáo trước vài ba năm không ai cho tiền để mà nghiên cứu vaccine, rồi sau đó những cái đợt dịch đó nó bùng phát lên, và khi mà chính phủ đã kềm chế được thì lại thấy là cái mối lo nó qua đi và mọi người lại bỏ qua những cái đợt đó, thì cứ năm này qua tháng khác, cứ cái vòng xoáy đó là khoảng 5-10 năm lại nó bùng phát ra một cái chủng con virus mới nữa, thưa quý vị. Cho đến giờ phút này
Chính phủ Hoa Kỳ cho biết là Medicaid và Medicare sẽ trả tiền cho quý vị. Thứ nhất là thử nghiệm máu xem có bị vi khuẩn hay không. Thứ hai là chữa trị. Thì đó là chương trình của chính phủ. Nhưng mà các tiểu bang thì chỉ trả cho quý vị cái tiền mà thử nghiệm tùy theo mỗi tiểu bang. Chẳng hạn như New York tuyên bố tất cả các cuộc thử nghiệm thì New York sẽ chi phí cho cái việc thử nghiệm thôi. Vâng. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp bệnh thì sao? Nếu mà người đó nghèo thì mới có Medicare, Medicaid, còn người mà trung lưu trở lên thì sao? Thì đó cũng là một trong những cái vấn nạn rất lớn về cái ngành y tế và bảo hiểm của Hoa Kỳ. Các chuyên gia cho biết nhiều người họ mắc bệnh mà vì lý do nào đó họ thấy rằng thứ nhất là ảnh hưởng công ăn việc làm, họ vẫn tiếp tục đi làm. Vâng. Không cách ly. Thứ hai nữa là họ không chịu gọi 911 hay để báo là mình bị bệnh vì vấn đề mà chữa trị. Ai sẽ trả tiền? Thứ nhất là tôi không có lương, thứ hai tôi còn phải trả cái chi phí này nữa. Cho nên trong thời gian tới các chính phủ địa phương phải quyết định xem trong việc nếu người đó vào trong bệnh viện mà họ cũng không muốn là phải mang cái món nợ lên đến cả $100,000 khi mà ở trong bệnh viện ít nhất là 2 tuần lễ, thưa quý vị, chưa kể là họ còn bị cách ly. Có nghĩa là trước đây một cái phòng có thể 4 bệnh nhân, bây giờ cái phòng đó chỉ có 1 bệnh nhân, không có đủ phòng. Bây giờ tất cả các bệnh viện ở California là cái hệ thống y tế tốt nhất như là ở New York vậy. Vậy mà làm sao mà có đủ phòng nếu cái dịch bệnh này lan ràn. Cho nên họ nói rằng ở Mỹ này khi mà dịch nó lây lan nó còn ghê gớm hơn nhiều so với Trung Quốc. Trung Quốc có thể xây dựng cả một cái bệnh viện 10.000 chỗ chỉ trong vòng có 10 ngày thôi. Nhưng mà California không có đất để mà làm được cái điều đó nữa. Nhưng mà sáng ngày hôm nay theo dõi các bản tin về dịch cúm vi khuẩn, thưa Thảo Yên, chúng tôi cảm thấy vô cùng thất vọng bởi vì mình cứ đinh đinh là ăn cà ri sẽ hết bệnh. Em hiểu sao anh cứ đinh như thế. Ngay từ đầu tiên thì tôi nói với Thảo Yên chứ, quý vị còn nhớ đó, cách đây hơn tuần tôi nói chứ, tại sao Ấn Độ chưa bị ha? Chắc họ ăn cà ri hay là họ ăn nghệ nhiều đó. Đùa tí cho vui. Thế nhưng ngày hôm nay Ấn Độ cũng không thoát khỏi dịch cúm, thưa quý vị. Ấn Độ vừa cho biết 29 người đã được khám bệnh và đã có siêu vi khuẩn COVID-19 trong người. Đa số những người này thuộc hạng khá giả bởi vì họ du lịch từ Ý về. Những người Ấn Độ này từ miền Bắc của nước Ý về và đó là lý do họ đã bị nhiễm bệnh từ Ý mang vào đất nước Ấn Độ, chứ không phải là người Ấn Độ bị nhiễm từ những du khách Trung Quốc. Cho nên trong thời gian qua, mặc dù Taj Mahal là cái đền thờ nổi tiếng nhất thế giới, một trong những thắng cảnh thế giới, thì đền thờ này ngày hôm nay có khả năng là sẽ không cho du khách tụ tập nữa. Và du khách từ các nơi hiện nay lẽ đương nhiên là đang được kiểm tra mạnh mẽ. Tất cả những người về từ Ý hiện nay đang được cách ly tại nhà. Dạ vâng, thưa quý vị, bên cạnh đó thì từ ngày hôm qua đó, ở tại Ý là toàn bộ trường học và các trường đại học là trên nguyên cái đất nước của họ luôn, là chính phủ yêu cầu là không cho học sinh, sinh viên đi học nữa, là và bắt đầu từ ngày hôm nay là các thầy cô giáo phải đưa những bài vở dạy online cho học sinh, bởi vì không, nước Ý lo sợ là nếu như mà sinh viên cứ ùa vào đi học rồi người này đụng người kia, mà đặc biệt quý vị cũng biết là ở những cái nơi công cộng đó hiện nay thì mọi người họ khuyến cáo là nếu mà chúng ta đi những cái tay nắm cửa hay là những cái nơi mà nhiều người nắm đó, thì nếu được đó, quý vị cứ đem theo những cái giấy mà chùi tay, mà cái loại mà nó có thấm sẵn nước sát trùng đó, hay là quý vị đem những cái chai sanitizer vừa mở cửa hay là sao đó, hay là cầm ghế ngồi ở những cái văn phòng bác sĩ thì chúng ta nên chùi tay liền ngay lập tức, là bởi vì những cái chỗ đó là bao nhiêu người họ nắm vào mà chúng ta không biết được. Và nhiều khi những người bị bệnh đó, họ ho, họ che bằng tay nhưng mà rồi họ dùng tay họ mở cái cửa. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, thì nhân tiện nói về những cái tin xung quanh coronavirus, thì bắt đầu từ ngày hôm bắt đầu từ đầu tuần này đó, có rất nhiều báo đài họ nói về những cái trường hợp như lúc nãy anh Thủy nói là
những cái người mà vì sao họ bị bệnh mà lại không có nghỉ, thì một trong những cái ngành mà dễ lây bệnh nhất đó là ngành ăn uống, nhà hàng thưa quý vị. Vì sao? Bởi vì ở Mỹ này đó là từ nhà hàng lớn cho đến những cái nhà hàng fast food, những cái tiệm ăn tư nhân nhỏ là đều có cái chính sách là cái người nhân viên phục vụ chạy bàn hay là người nấu ăn, nấu phở đó bị bệnh một cái là nếu mà muốn nghỉ ở nhà thì nghỉ, nhưng mà ngày đó không được trả lương thì làm sao cái người đó sống được thưa quý vị. Chúng ta ở Mỹ là cái tiền nhà là cái tiền nặng nhất. Mà tức khi mà báo chí họ làm những cái bài phỏng vấn đó, họ hỏi thì những cái người đó họ nói rằng suốt những năm mà làm trong cái ngành mà ẩm thực này đó, thì họ nói là bị bệnh mà nhức mình nhức mẩy hay là ho sặc sụa họ vẫn đi làm, chỉ đến khi mà họ đứng không nổi, đứng lên mà thấy quay vòng vòng đó thì mới nghĩ, là bởi vì đến cuối tháng vẫn phải trả tiền nhà, tiền ăn uống, con cái vân vân thưa quý vị. Mà quý vị cũng thấy nếu mà đi ăn những cái người này đó là người trực tiếp bưng đồ ăn ra cho chúng ta, rồi những cái người mà nấu đó, trong lúc mà họ nấu đâu có biết được họ có ho hay là không. Và chính vì vậy mà báo chí họ nói rằng phải có một cái những cái nhà hàng nhỏ thì thôi không có nói đến, có thể là cái chi phí nó quá lớn, nhưng mà bắt đầu những cái nhà hàng hạng sang hay là những cái fast food restaurant, những cái chain như là McDonald's hay là Carl Jr. là phải có cái chính sách là sick leave cho những cái người nhân viên này, chứ không có thể nào mà ép người ta bị bệnh mà vẫn phải đi làm. Bởi vì những người này họ nói là khi mà họ mệt họ gọi vào thì đều bị đe dọa là đi vô làm, còn không là sẽ bị đuổi thưa quý vị. Rồi cái ngón tay cái đó thưa quý vị, bưng tô phở đó, thọt cái ngón đúng tay cái thọt cái ngón tay cái vô. Chúng tôi trả lại ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi tiếp tục các bản tin đáng chú ý trong ngày.